Sư, con có thực hành chánh niệm và nghe pháp, đọc kinh sách. Khi đọc hay nghe được những điều hay, con đều rất muốn chia sẻ đến bạn bè. Con thấy rằng thay vì nói những chuyện không đem lại lợi lạc thì việc trao đổi chia sẻ giáo pháp rất là hay. Nên khi nói chuyện với mọi người, con cũng hạn chế nói những chuyện thị phi hay những chuyện kinh tế xã hội, những chủ đề hot trên mạng xã hội. Nếu có cơ hội, con cũng muốn chia sẻ những điều con học và thực hành đem lại sự an vui với bạn bè, nhưng cơ hội rất ít. Từ khi con tránh nói những chuyện thị phi vô bổ thì con thấy bạn bè của con cứ xa lánh dần. Người thân cũng vậy. Khi người thân nói những chuyện hàng nhà hàng xóm, con không muốn nghe và con cũng không muốn tham gia. Rồi con cũng thay đổi cách sống của mình. Khi con sống theo cách của con, có người họ hàng họ nói con là con điên, con cũng không bận tâm về chuyện này lắm. Nhưng mẹ và anh chị em của con lại buồn vì điều này. Con có giải thích vì sao con lại chọn cho mình cách sống như vậy, nhưng dường như mọi người không hiểu được con. Rồi người thân cứ lo lắng cho con, sợ con không lập được gia đình thì không có ai lo cho con. Lúc con về già, con không tập trung hết thời gian để kiếm tiền thì về già con sẽ ra sao? Rất là nhiều vấn đề. Bản thân con thì thấy đối với con, cuộc sống như hiện tại là tốt nhất với bản thân. Xin sư Hoan nghĩ chỉ dạy giúp con. Con có thể làm gì khác để cho gia đình con bớt những sự lo lắng như vậy cho con? Rồi. Sư xin hỏi là cái người hỏi cái câu này á, là hiện tại là có ở ở đây không? Tại vì sư muốn biết một cái chuyện á, là khi quý vị hỏi như vậy á, thì rốt cuộc là quý vị có muốn lập gia đình hay là không muốn lập gia đình, nó khác nhau ghê lắm. Đó. Nó như thế này. Đó là khi mà chúng ta không có nói những cái lời nhảm nhí á, là không có nói những lời vô bổ á, thì đương nhiên là sẽ có những người họ không thích. Nhờ như vậy, sư nói nhờ như vậy mà mình tránh được rất nhiều những cái thứ bạn trời ơi đức hỡi. Có nghĩa là tránh được nhiều những thứ bạn mà nó vô bổ. Sư có mong muốn như thế này. Thà là mình ít bạn nhưng mà đứa nào đứa đấy nó có chất lượng, còn hơn á, nhiều bạn nhưng mà toàn là những thứ bạn bất thiện. Nó giống như là ở trong cái bài kinh hồi nãy mà sư nói đó. Nếu như mà không tìm được cái người bằng mình hoặc hơn mình á, thì thà là sống một mình còn hơn là gần gũi những kẻ ngu. Đó. Có nghĩa là nếu như mà mình không tìm được những cái người bạn mà họ sẵn sàng, họ có chánh kiến, họ sẵn sàng, họ chia sẻ về những vấn đề giáo lý, họ sẵn sàng, họ nói những cái lời thiện, sống thiện, làm thiện, không có nói những lời vô ích, thì thà là mình sống một mình còn hơn là mình phải sống với những cái con người bất thiện. Những cái người bạn vô bổ á, nó phiền ghê lắm thưa quý vị. Tại vì bản thân họ lãng phí thời gian của họ đã đành rồi, họ lãng phí luôn thời gian của mình. Đó. Cho nên á, quý vị có thể ví von một cái câu á, là tôi chỉ cần ngọc thôi chứ tôi không cần rác. Hoặc là tôi chỉ cần cơm chứ tôi không cần đá sỏi. Hoặc là như ông Lý Thường Kiệt thì ông có nói một câu là binh quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Có nghĩa là lính á, cần tinh nhuệ chứ không cần nhiều. Chứ cái thứ mà tạp nham á, cái thứ mà tạp nham á, đụng cái là bể, đụng cái là vỡ. Lính mà không có tinh á, không có tinh nhuệ á, ra trận á, gặp địch nó hù một cái thôi là vỡ trận. Mà vỡ trận là coi như là thua trận, là chết, là mất nước. Cho nên á, thà nó ít nhưng mà lính nào nó ra lính đó. Cũng vậy bạn bè, những cái người bạn vô bổ á, đó, khi mà đụng chuyện không có nhờ được đâu. Cho nên nó mới có câu á, là có đụng tự nhiên bây giờ chứ quên, có nghĩa là đại loại là khi mà gặp chuyện á,
thì mới biết được chân tình, có nghĩa là khi mà gặp đụng chuyện á, mới biết được đâu là bạn, đâu là thù. Có nghĩa là do thường ngày á, cách chọn bạn của chúng ta đó, chọn như thế nào nó sẽ quyết định là chúng ta có những người bạn như thế nào. Nếu như chúng ta cần những cái con người bạn vô bổ, nói những cái lời vô ích đó, thì chúng ta chỉ chọn toàn là rác thôi. Rồi khi cần á, không tìm được ai trong số đó. Còn khi mà chúng ta cần những cái con người tinh túy thì sư xin thưa mình phải chấp nhận một sự thật là cái số người tinh túy nó không có nhiều, nhưng mà có người nào nó chắc người đó. Vì biết là ở chùa, sư nói bản thân sư ở chùa, cái người cư sĩ tới chùa nhiều lắm chứ, Phật tử tới chùa nhiều lắm chứ, thậm chí là các cái vị tu sĩ, mấy ông sư, mấy ông thầy tới chùa cũng nhiều chứ. Nhưng mà đâu phải ai là sư cũng nhờ chuyện được, đâu phải ai là mình cũng giao quyền cho họ được. Khi mình giao á, là mình phải có sự tin tưởng. Mình sống làm sao á, mà mình giao tài sản của mình cho họ, mình không lo là họ sẽ ăn chặn ăn bớt, không lo là họ sẽ chiếm đoạt, không lo là họ sẽ có cái lòng bất thiện đối với tài sản của mình. Giao tới bạn bè như thế nào đó, để mà khi mà mình có những cái lợi đó, mình tin là bạn của mình không có ganh tị với cái lợi của mình đó. Thì như vậy đó, cái đời sống của mình á, mặc dù bạn bè nó thì ít á, nhưng mà nó thoải mái. Còn hơn á, là mình bạn bè rất là nhiều, nhưng mà tới hồi nghĩ lại mình nhờ được ai thì không có ai nhờ được hết trơn cả. Nó khác nhau, nó khác nhiều lắm chứ. Nhưng mà nói đi cũng nói lại ha, nói đi cũng nói lại, cái nhân nào mà nó đưa đến cái chuyện mình nhiều bạn bè, cái nhân nào nó đưa đến chuyện mình ít bạn bè. Khi mà mình làm thiện á, mà mình làm một mình không có rủ ai hết trơn á, có nghĩa là chúng ta đi bố thí nè, chúng ta đi chùa, đi giữ giới nè, đi hành thiền nè, rồi làm các việc phước thiện á, mình làm có mình, hoặc là nếu mình có rủ cũng rất là ít người, có giới hạn thôi. Thành ra đó, đời sau kiếp khác mình là một người rất là lành, mình có được những cái phước, nhưng mà mình không có bạn rất là ít, tại vì cái nhân của mình không có. Còn có những người đó, thì khi họ làm các điều thiện đó, thì họ rủ người khác làm chung. Ví dụ như hồi mà sư còn chưa xuất gia đó, khi mà gia đình mà có làm phước cái gì á, thì rủ tất cả những người trong gia đình. Ở nhà sư là sống theo cái kiểu là tứ đại đồng đường, có nghĩa là bao gồm ông bà nè, cha mẹ nè, cô dì chú bác đó, rồi con cháu của cô dì chú bác cũng ở chung một nhà luôn, một cái nhà lớn như vậy đó. Thì khi mà làm bất kỳ một cái việc thiện nào á, đủ hết, thậm chí mấy đứa con nít á, sẽ nói mấy cái đứa con nít bao gồm sư hồi trước vẫn còn nít, không có tiền phải không, 1.000, 2.000 cũng được. Hoặc là khi góp gạo từ thiện á, bây giờ không có gạo không, rồi bây giờ cho mấy đứa nít á, xuống bếp nó lấy cái lon gạo, nó múc bao nhiêu nó múc đó. Thì như vậy đó, khi mà làm các việc phước thiện á, mình rủ người khác cùng làm đó, kêu gọi người khác cùng làm phước thiện chung với mình, thì đời sau kiếp khác chúng ta là người có rất nhiều bạn bè, mà bạn bè đó là những người bạn hiền thiện. Những người bạn hiền thiện. Còn khi mà chúng ta làm các điều ác á, những cái điều bất thiện á, mà chúng ta rủ người này rủ người kia đó, thì đời sau chúng ta hưởng các quả bất thiện đã đành rồi, nhưng mà nó còn một cái quả nữa, đó là chúng ta cũng có nhiều bạn bè, nhưng mà bạn đó đó chỉ là những cái thứ ô hợp, có nghĩa là những cái con người không có giới, những con người bỏng sẻn, những con người làm các cái việc bất thiện. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, là không có ai là hoàn toàn sống bất thiện, mà cũng không có ai hoàn toàn sống thiện. Cho nên là ngay cả những cái đứa ô hợp á, những cái đứa mà nó sống bất thiện á,
thậm chí là những cái đứa mà vào tù ra tội đó, thì bản thân họ cũng có những cái mặt sáng, cũng có những mặt sáng, nhưng mà chỉ tiếc là những mặt sáng đó nó không có mình. Thành ra đó, chúng ta tạo cái nhân như thế nào chúng ta sẽ hưởng được cái quả như thế đó. Còn nếu như còn hiện kiếp hiện tại bây giờ, như sư nói, muốn mà gieo cái nhân mà có được những cái người bạn hiền thiện thì làm ơn khi làm các việc phước thiện, bố thí, giữ giới, tham thiền, cung kính, phục vụ đến chùa, tu phước, vân vân và vân vân. Rủ nhiều người cùng đi với mình, rủ nhiều người cùng làm thiện với mình, thì đời sau kiếp khác chúng ta sẽ có nhiều bạn bè, và thậm chí đời này chúng ta cũng sẽ có nhiều bạn bè là những con người hiền thiện. Ha. Đó. Rồi khi chọn bạn, nếu như mà như tôi nói, nếu như mà mình không có được những cái con người chất lượng, có nghĩa là những cái con người mà toàn thích ngồi lê đôi mắt, chẳng thà mình ở một mình chứ đừng có nên mà gần gũi. Gần gũi họ chỉ có hại chứ không có lợi. Còn cái chuyện mà không có lập gia đình á, thì như sư nói, sư rốt cuộc tôi không biết là quý vị là có muốn lập gia đình hay là không muốn lập gia đình. Hai cái nó khác nhau nhiều đó. Nếu như mà tu gì thì tu nhưng mà vẫn còn muốn lấy chồng, tu gì tu mà vẫn muốn lấy chồng, thì quý vị có thể an ngủ như vậy. Dù sao thì trái đất này như 7 tỷ người ha, tôi không có để ý lắm, 7 tỷ, 8 tỷ gì đó. Mình chỉ cần một người thôi, cần chi nhiều, cần có một người thôi. Thành ra đó, không có vội. Cái con người đó là phải là một cái con người xứng đáng với mình. Có nghĩa là mình sống thiện thì con người đó phải là một con người hiền thiện, thì con người đó họ mới xứng đáng với mình. Chứ còn mình đâu có cần mà lấy phải một cái ông, ổng về, ổng đánh lên bờ xuống ruộng đâu. Thà là mình không biết, không cưới, còn hơn là cưới về một cái thứ mà nó đánh mình suốt ngày, hoặc là cưới về một cái thứ mà nó ở với mình mà nó nghĩ tới con khác, hoặc là nó cưới một cái thứ mà nó suốt ngày nó nhậu nhẹt, nó rượu chè, nó bê tha, hoặc cưới nhầm một cái thứ mà suốt ngày nó cờ bạc rồi nó hỏi nhà còn gì đem bán không. Đó, đâu cần cái thứ chồng đó, cần là cần cái thứ mà nó phù hợp với cái giới hạnh của mình. Mà giới hạnh của mình cỡ nào thì nó sẽ gieo cái duyên để mà gặp được những con người có được cái giới hạnh cỡ đó. Cho nên nếu mà quý vị còn ham vui, còn thích lấy chồng thì cứ nói với mẹ là con đâu có cần ba cái thứ mấy cái thằng trời ơi để nó về nó hành nó hạ con đó. Con cần là con cần hàng xịn nha, còn không có hàng xịn thôi thà con ở vậy, chứ còn lấy mấy cái đứa về nó cư xử tệ bạc thì thôi lấy về làm gì đó. Mà con có cái sự tin tưởng là khi mà con sống thiện thì con cũng sẽ ít nhất là con cũng không có lấy cái thứ tào lao đó. Nhưng mà nếu như mà quý vị không có muốn kết hôn thì sống một cái đời sống độc thân nó vẫn tốt thôi. Bởi vì ít nhất chúng ta sống một cái đời sống ly dục. Mà như sư nói, cái lợi của một đời sống ly dục nó lợi rất là nhiều so với một cái đời sống hưởng thụ ở thế gian. Mà như sư nói, nếu như mà quý vị không có đi xuất gia được mà cũng không muốn đi xuất giá luôn thì ở vậy một mình nó cũng tốt. Nhưng mà cái người nữ mà sống độc thân một mình á thì nó cũng có những cái sự bất lợi, ví dụ như là không có người bảo vệ đó, không có người lo lắng, do cái nghiệp, cái bản chất của người nữ là thích nương tựa. Chứ đàn ông mà ổng sống độc thân sống mình đâu có ai nói năng gì đâu, nhưng mà phụ nữ sống độc thân nhá thì nó khác. Tại vì cái đặc điểm của người nữ là họ thích nương tựa, thích bảo vệ, thích tìm một cái đối tượng nào đó để họ gá, họ nhờ.
đặc điểm của người nữ nó khác đàn ông. Đàn ông đặc điểm của họ, họ có thể sống độc lập, nhưng mà phụ nữ rất khó sống độc lập. Mà chính do cái chuyện mà khó sống độc lập cho nên họ mới tái sanh làm người nữ đó. Cho nên nếu như mà quý vị là một cái con người mà có khả năng sống độc lập, không có thích nương tựa, thì sẽ nói coi chừng là cái kiếp làm người nữ của quý vị nó ít thôi. Tại vì quý vị đang gieo cái chủng tử của một người đàn ông, có nghĩa là mình sống độc lập. Sống độc lập được tốt, ly dục được tốt, biết tu tập tốt, có giới hạn tốt. Đó. Rồi. Còn cái chuyện mà kiếm tiền á, thì nó lại là một cái vấn đề khác nữa. Sư thấy có nhiều người họ nói là cưới nhau hai đứa về thì hay thì làm sẽ nhiều tiền hơn, nhưng mà chưa chắc, thì cũng trước một miệng ăn sau hai miệng ăn, trước xài một thứ về xài đứt bồ, rồi đó là chưa kể là cưới nhau về bắt đầu là có con có cái, chưa chắc tiết kiệm được hơn đâu, chưa chắc tiết kiệm hơn. Mà thậm chí có người á họ nói như vậy nè, hồi xưa đó khi mà có vợ đó, thì họ cái đời sống họ khá là chật vật, nhưng mà tới khi mà họ bỏ vợ rồi đó, khi họ ly dị rồi đó, họ mới chợt phát hiện là họ giàu tới như thế nào đó. Có nghĩa là họ thấy là sau khi mà họ không cần phải lo cho bả nữa, không phải lo cho cái cục nợ đó nữa, tự nhiên là mình cái bóp của mình nó nhiều tiền hơn, khi mình không phải theo đuổi các cái sắc đẹp á, thì tự nhiên không theo đuổi những cái sự hưởng thụ á, là tự nhiên là mình giàu hơn hẳn. Tại vì sao? Chi ít đó. Cho nên là cái chuyện mà kiếm tiền á, thì nếu mà mình nghĩ là cái chuyện mà kết hôn mà nó sẽ giúp cho cái chuyện ngủ gì kiếm được nhiều tiền hơn, thì sư nói là nó chưa chắc nha, phải xét lại. Rồi thì như vậy là hết cái phần câu hỏi. Thì sư mong là cái thời mà vấn đáp ngày hôm nay nó sẽ đem lại những cái sự lợi lạc đến cho quý vị, và xin chia đều phần phước này đến cho tất cả chúng sanh, mong cho chúng tất cả chúng sanh có được phước báo để tự phòng hộ, để đem lại cái sự sức khỏe, đem lại sự lợi lạc, đem lại sự trí tuệ để tinh tấn tu tập cho bản thân. Cầu mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đời, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan khiếp, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giới, Nam mô Tham.